Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Đây là cái khu vườn cúc mâm xôi của mình nè mọi người. Lâu lắm rồi không quay về cúc mâm xôi ha. Hôm nay cập nhật tình hình phát triển của cúc mâm xôi hàng năm cây của mình cho mọi người cùng xem nè. Đây là toàn bộ cái khu vườn của mình. Cúc thì ở trong vườn mình thì tẻ năm nay tẻ tương đối sớm, đều đã tẻ đồng loạt hết rồi. Và có một số chậu thì nó lên hạt tương đối to. Đây, như cái chậu mà mình đang quay cho mọi người xem nè. Chậu này nó lên hạt to như thế này. Ở với cái thời điểm hiện tại là nó sớm nha mọi người, sớm so với dịp Tết âm lịch á. Và những cái chậu này thì mình cũng có cách xử lý riêng. Đó, mấy bữa nay thì mình đang trộn xơi dừa cộng với vỏ trấu và một ít phân bò ha, thêm vào trong cái phần giá thể, thêm ở giữa như thế này để thêm vào để cho cây nó giữ nước được tốt hơn. Đồng thời thì cũng nuôi những cái nụ này, cầm nó lại giúp nó chậm nở hơn đó mọi người. Đó. Đồng thời thì mình đi phân thì cũng có cách đi phân riêng ha. Bên cạnh những cái chậu mà hạt nó to như thế này ha, thì mình cũng có tầm khoảng vài chục chậu. Đây mình đã đánh dấu riêng ra này. Đó là nó mới bắt đầu tẻ. Đấy, tẻ hết rồi. Đó, những cái chậu này thì nó yếu hơn so với cái khu, toàn bộ cái khu vườn của mình, cho nên mình đánh dấu riêng ra để chăm sóc cho nó dễ. Chứ thực tế thì bây giờ cúc của nhiều nhà vườn ha, đó, làm mà ngay đúng dịp Tết là nó đang tẻ như thế này đó, tẻ từ trên xuống dưới, tẻ hết rồi đó mọi người. Đó. Thì hiện tại là như vậy thôi, còn rất phụ thuộc rất nhiều ha vào cái cách chăm sóc và đi phân thuốc của mọi người nữa. Cái cách xử lý là rất quan trọng nha mọi người. Có nhiều người sớm thì người ta sẽ có cách xử lý của cái việc đi sớm, mà trễ thì có cách xử lý của việc đi trễ. Thì khi nào mình tưới phân cho cúc mâm xôi thì mình cũng sẽ cập nhật cho mọi người xem. Còn hôm nay thì chủ yếu là quay cho mọi người xem về một số cái chậu cúc của mình. Đó, cúc thì đều đẹp, tán tròn, đặc tàn, bổ lá thì đẹp nha. Đó. Mấy nay thì cũng rất xôn xao cái vấn đề đó là có một số cúc mâm xôi nó không có tẻ và ra hoa không đúng dịp Tết, cho nên cũng có nhiều nhà vườn người ta bỏ đi. Thì ai mà theo dõi mình lâu rồi là cũng biết ha. Tại vì năm ngoái mình có làm rồi và mình cũng bị dính 100 cây. Mình cái đặt tên cái cúc đó là cái cúc đực. Đó, người ta gọi là cúc cực mọi người. Cực á, tại vì để làm mà chăm sóc nó để cho nó ra bông là cực. Còn mình thì mình đặt tên nó tên là cúc đực. Mọi người vào kênh của mình nó chắc cái video đó từ năm ngoái là còn đó mọi người. Năm ngoái mình làm 1.500 và bị dính 100 chậu. Là xử lý mãi tới gần Tết á, thì cây nó vẫn tẻ, vẫn lên hạt, hạt tí ti. Nhưng mà nó không có bông, nó không có đạt chất lượng. Và đến cuối cùng thì cũng không có xuất vườn được. Tại vì cái giống cúc đó lá nó rất là to, cái thân nó mập, mà cái bông nó thì tí ti mọi người ơi. Còn cái này thì mọi người để ý này, lá thì nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Đó, bông thời điểm hiện tại mà nó đã lên hột nhỏ như thế này rồi. Tới dịp Tết là nó phải to lên nữa, nó đẹp. Thì cái tình trạng đó là năm ngoái đã có, nhưng mà ít, cho nên là không có để ý nhiều. Nhưng mà năm nay thì rất nhiều nhà vườn bị dính. Có nhiều nhà vườn làm 2.000 thì hết 2.000 luôn, làm 3.000 thì hết 3.000 luôn, cho nên năm nay nổi trội rất nhiều mọi người. Và điều này thì thực sự mà nói là đáng buồn ha. Tại vì ở chỗ mình đó là cái làng hoa kiểng và cây giống, chuyên sản xuất các loại hoa kiểng cây giống, đặc biệt là cúc mâm xôi thì được sản xuất với số lượng rất lớn, nhiều đồng loạt, mà mỗi khi mà có lỗi về con giống đó mọi người, cái hậu quả của nó là cực kỳ lớn. Đó. Mọi người nghĩ đi, mình đã ra con giống và chăm sóc tới thời điểm hiện tại là cũng đã 4 tháng hơn rồi. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của là đổ dồn vào đó hết. Đồng một cái ha, đến cái thời điểm để làm bông cho cây thì làm không ra. Đó. Nó hao tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Và cái vấn đề này thì cũng đang được xem xét, nghiên cứu mọi người, để xem thử nguyên nhân nó thực sự nó xuất phát từ đâu và tìm cái cách để giải quyết, hạn chế đến những cái mức thấp nhất có thể. Đó. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. Đó. Nhìn thì ở một cái góc độ nào đó ha, thì nhiều người thấy cũng có vẻ là không có nghiêm trọng lắm. Nhưng mà nhìn rộng ra thì nó thực sự là rất nghiêm trọng. Tại vì ở một nơi mà sản xuất cúc mâm xôi với số lượng hàng trăm ngàn, hàng loạt như vậy, mà lỗi con giống một cái là mọi người ơi, liên lụy rất là nhiều thứ. Và cái người mà đứng mũi chịu sào mà khổ nhất ở đây vẫn là người nông dân à, người trực tiếp làm ở trên vườn này này. Cho nên là cái vấn đề đó đang được xem xét, đang được tìm cách giải quyết. Vấn đề ở đâu để giải quyết ở đó. Thì mình hy vọng rằng á, cái vấn đề này sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa để giúp cho người nông dân cũng bớt được những cái thiệt hại, đồng thời thì hạn chế những cái tình trạng mà sau này nó còn có tái diễn nữa mọi người. Chứ cái tình trạng này thì mình thấy mấy năm trở lại đây mới có thôi, chứ trước kia thì không có đâu. Trước kia là không thấy ha. Đó. Đây này, cái chậu này nó cũng hơi non này mọi người. Có đánh dấu mà không biết nó rơi ở đâu rồi. Thì cúc của mình thì phát triển như thế này thì nói chung thì cũng tương đối khá là ổn định thôi. Nó không có xuất sắc lắm, nhưng mà nó nằm ở cái mức trung bình ha. Đó. Có nhiều hạt thì nó hơi rất sớm này, nó lên như thế này là khá là sớm. Nhưng mà với cái thời tiết thì thất thường như thế này thì chưa biết được đâu mọi người. Và tùy vào cái cách xử lý nữa, nhà mình cũng đang cố gắng ha, xử lý để làm sao mà cây nó đúng vào cái dịp Tết âm lịch. Đó. Rồi. Tán thì tròn, bổ lá thì đẹp, cây thì đặc tàn, cứng tàn. Đó, tàn thì nó cũng đều như vậy thôi. Đó. Mọi người để ý ha, những cái chậu nào mà nó mà lên hạt rồi á, như những cái chậu này chẳng hạn này, thì cái tán nó tương đối tròn, tương đối đẹp. Còn những cái chậu mà nó còn hơi yếu mới có tẻ thì nó thường nhấp nhô sập sòi. Tại vì cái cúc mâm xôi này khi nào mà nó lên hạt cái bự á mọi người, là nó sẽ cân bằng lại và nó sẽ tròn hơn. Tất nhiên thì cũng phải xịt thuốc. Đó. Đó. Nhưng mà cái khả năng cân bằng của nó là cũng có nha. Đấy, mọi người thấy không? Những cái chậu này nó tẻ nhiều hơn thì nhìn nó cũng tròn hơn ha. Thì toàn bộ khu vườn của mình thì cũng như vậy thôi. Đó, cây nó tẻ đồng loạt hết trơn rồi. Và đang lên hạt. Có một số chậu thì nó lên hạt tương đối lớn. Và có một số chậu thì nó cũng hơi yếu so với toàn khu vườn á. Và từng bước thì mình đi xử lý từng bước thôi. Hiện tại thì ở chỗ mình thì lái đi thu mua cúc mâm xôi rất là nhiều nha mọi người. Ở vườn mình thì cũng có một số lái tới hỏi rồi nhưng mà mình chưa có bán ha. Thì lý do thì cũng không có gì đâu mọi người. Tại vì cái cúc nó, mình đang muốn xử lý để cho cúc nó đều, nó đẹp đi đã ha. Rồi gần thì mình sẽ bán. Đó, mọi người thấy không? Hai chậu này này, một chậu thì nó lên hạt này, một chậu thì này, đó, sập sòi. Ở bên này cũng vậy, ha. Đó. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.